Hello, chào mừng tất cả mọi người đến với live stream của Hùng. Trận đấu đầu tiên buổi chiều ngày hôm nay, trận tứ kết nội dung đôi nam giải cầu lông hội làng thôn Ô Cách mở rộng lần thứ tư. Phía gần màn hình của chúng ta là cặp đôi Minh Long và đối thủ của họ là cặp đôi Hưng Đức đến từ đơn vị chủ nhà Bắc Ninh. Điểm số đang là 3-2. Hưng giao cầu, đập cầu rất tốt, điểm số 3 đều. Phía bên mình chúng ta trang phục áo xám đen là vận động viên Long Bắc Cạn, một vận động viên chuyên đơn nam đã nổi tiếng khu vực miền Bắc trong thời gian nhiều năm trước. Đập cầu quá dã man. Xin chào tất cả mọi người, mọi người comment 2 chúng ta chào nhau nha. Và nếu được thì mọi người hãy giúp chia sẻ live stream để nhiều người để được thưởng thức những trận đấu hay nhất của buổi chiều ngày hôm nay. Trận cầu lỗi từ Đức Con. Đây là một giải đấu rất khắc nghiệt với nhiều tay vợt tên tuổi của cầu lông phong trào miền Bắc cũng như là cả cầu lông chuyên nghiệp. Ví dụ như vận động viên Xuân Mạnh của Sipucha Hà Nội, vận động viên Trí Đức của Sipucha Hà Nội. Tuy là vận động viên chuyên nghiệp nhưng các vận động viên bước vào giải đấu này cũng chỉ là được đánh giá ngang với các vận động viên phong trào còn lại. Đủ biết giải đấu này hay và hấp dẫn như thế nào. Xin chào anh Nguyễn Bông, cảm ơn đã comment 2 chào Hùng. Điểm số 6-4. Cặp đôi Hưng Đức được đánh giá cao hơn, tuy nhiên chỉ cần bất cứ một sự lỏng lẻo hoặc không chú ý là rất dễ dàng có thể nhận thua. Trận đấu sẽ đánh một set 31, chạm 31 sẽ giành chiến thắng. Hello mọi người chia sẻ giúp Hùng nha. Xin chào anh Công Hòa, xin chào anh Hà Anh, cảm ơn đã dùng chia sẻ live stream. Em chào anh Tuấn Đô. Nay đánh xong tất cả nha mọi người, đánh chung kết luôn nha, đây là tứ kết rồi ạ. Anh thì mai mới đến nơi, ok anh Nguyễn Tuấn Anh support, cảm ơn đã chia sẻ. Xin chào anh Vũ Mạnh Cường, comment 2, cảm ơn đã chia sẻ. Phát cầu lỗi đổi điểm 57. Xin chào anh Binh Bong. Xin chào anh Bùi Hải. Tất cả những trận đấu buổi chiều ngày hôm nay diễn ra đều rất hay và hấp dẫn. Rất hy vọng rằng mọi người sẽ có thể lan truyền giải cầu lông đến nhiều người hơn để mọi người cùng được thưởng thức những vận động viên cầu lông hàng đầu thi đấu. Em chào anh Hà Anh. Điểm số 6-7. Cơ cấu giải thưởng năm nay giải cứng là 6 triệu. Nếu có thưởng thêm thì sẽ công bố sau nha mọi người, 5 hay 6 triệu gì đó. Em chào anh Nguyễn Trọng Hưng, khách hàng VIP bên em. Cầu ngoài sân điểm 78. Hai đôi vận động viên này đang thi đấu rất căng. Ngược lại phía bên kia trận tứ kết còn lại, trận đấu giữa Xuân Mạnh và Quang đang bị thua Đức Duy và Nghĩa với tỷ số 11-21. Tuy rằng Xuân Mạnh là vận động viên chuyên nghiệp nhưng tham gia giải đấu này cũng đang bị dẫn 11-22. Đủ biết giải đấu có nhiều vận động viên mạnh như thế nào. Điểm số 8-9. Đập cầu ngoài sân, cầu ngoài sân khá nhiều. Ông áo trắng cầm sẻng mà đập kinh thế. Anh Vũ Mạnh Cường comment cảm ơn đã chia sẻ. Xin chào anh Châu Hà Minh. Châu Hà Minh. Trên bên tỷ số 25-12 nghiêng về cặp đôi Nghĩa và Đức Duy. Cầu không qua lưới, điểm số 10 đều. Trận đấu sân bên cạnh cũng đã được Hùng quay lại ở chế độ full, ở chất lượng Full HD. Mọi người có thể xem lại trên kênh YouTube Sport Hùng Badminton vào buổi tối hoặc là sáng ngày mai.
Đập cầu rất bền nhưng rất tiếc đến tình huống vừa rồi cầu lại không qua lưới. 12-10 cho Hưng Đức. Hưng Đức đã vươn lên dẫn trước. Bên kia điểm số đang là 26-13. Chỉ có 5 điểm số nữa thôi, cặp đôi Đức Duy và Nghĩa sẽ bước vào bán kết. Cả hai đôi vận động viên đều công cầu rất rát. Thôi xong. Đổi điểm 11-12 cho Minh Long. Xin giới thiệu mọi người, đây là trận bán kết giải cầu lông hội làng thôn Ô Cách. Đây là một giải đấu thường niên, đây là lần thứ 4 giải đấu được tổ chức. Cầu không qua lưới, 13-11. Bên kia điểm số đã là 28-15 rồi. Thực sự gần như không còn cơ hội cho cặp đôi Xuân Mạnh và Quang. Pha múa cầu sở trường của Long Bắc Cạn, tuy nhiên cầu ngoài sân. Hello anh Quang Minh Viễn, ban tổ chức không có giải cho bình luận viên nhá. Chắc là có gọi là có một chút gì đó thôi ạ. Vừa rồi buổi trưa ban tổ chức mời Hùng ăn cơm rồi. Ok, anh Đỗ Cháo DG cổ vũ Bắc Ninh cố lên. Điểm số bên kia đã là 31-15, trận đấu kết thúc rồi. Xin chúc mừng cặp đôi Trọng Nghĩa và Đức Duy. Đánh quá. Đánh đạch quá. Mất hay. 30. Thôi thôi. Đây là thằng áo kia thấy tay nó rẻ, đánh tốt đấy. Đám này nó có thể đánh ra ngoài. Đám này. Rồi.
Ăn rồi. Cái hàng họ cũng bay hết. Đập thế thì bao nhiêu hàng họ nó bay vối hết rồi. Động viên đập rất căng. 19-18 đang nghiêng về cặp đôi Hưng Đức. Chết rồi. Đập mãi. Hôm nay đập mãi mỏi. Hello mọi người, hiện tại thì Hùng đang có sự điều chỉnh một chút rồi, hy vọng rằng chất lượng mạng sẽ tốt hơn. Điểm số đang là 19 đều. Mọi người thấy mạng ổn hơn chưa? Rất bình tĩnh. Điểm số 20-19, hai đôi vận động viên rất ngang tài ngang sức. Hello mọi người, chất lượng mạng đã ổn hơn chưa ạ? Tại vì Hùng hiện tại đang live stream, điện thoại sắp sập nguồn, đang cắm sạc nên khả năng là do ảnh hưởng của cắm sạc lên máy nóng. Máy đang rất nóng. Hello Sáng Nguyên Đức, giải này có Đình Văn không? Mình còn không biết Đình Văn là ai cơ bạn ơi. Cảm ơn anh Vũ Hồng Minh đã chia sẻ mạng mờ ạ. Cũng phải quay hết trận này thì Hùng mới có sự điều chỉnh được. Hello mọi người, nếu mạng giật thì mọi người buổi tối để xem lại trên kênh YouTube Support Hùng Badminton ở chế độ tốt, chất lượng tốt hơn nha. Rất đáng tiếc. Điểm số 21 đều. Ok mọi người, khả năng là do máy quá nóng rồi. Hùng sợ rằng một chút nữa nó sẽ ép cầu rất hay. 22-21 cho Hưng Đức. Cái này thì chắc phải cắt. Kết thúc cái live stream này em cắt đi live stream lại thì may ra chất lượng mới cải tiến được ạ. Mọi người thông cảm nha, quay nốt trận thì Hùng sẽ